Không có mỏ đất được cấp phép nhưng hàng trăm xe tải vẫn nối đuôi nhau vào ăn đất mỗi ngày và gây nhiều hệ lụy. Đây là thực trạng đang diễn ra tại thôn Vinh Phú, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian qua, nhân dân thôn Vinh Phú, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc rất bức xúc, bất bình về việc hàng ngày hàng trăm xe chở đất, trong đó có vài chục xe tải hạng nặng 4 chân, rầm rập nối đuôi nhau vào khu đất nhà của một người dân địa phương để khai thác đất và cao lanh được ví như vàng trắng. Đoàn xe 3 chân, 4 chân này đang ngày ngày cày nát tuyến đường làng, đường liên thôn, liên xã. Tuyến đường liên xã chỉ cho phép chạy xe 5 tấn, trong khi đó, toàn xe hổ vồ 4 chân nối đuôi nhau chạy rầm rập mà không thấy cơ quan chức năng nào đến kiểm tra. Theo phản ánh của người dân, nhóm phóng viên đã có mặt ghi nhận thực tế khu đất đang bị thổ phỉ khai thác trái phép. Sau nhiều ngày liên tục có mặt ghi nhận, phóng viên nhận thấy đoàn xe chở đất gồm các xe ben nhỏ chở đất san lấp và khoảng 10 xe hổ vồ 4 chân siêu trường, siêu trọng liên tục hoạt động, gây ảnh hưởng đến môi trường và tuyến đường giao thông dẫn vào thôn Vinh Phú, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Bọn này bọn thổ phỉ này, bọn bảo chính nó có đấm lấy đâu, mình chính chưa dệt, thế lấy thời gian dài rồi đấy. Và của ông thêm anh ạ, đây là lấy trộm cho bán trộm đấy. Cái xe 4 chân đấy ạ, là nó khoảng độ 33, 3, mấy trăm, 38 khối ạ. Hay là bao nhiêu khối đấy thì nó tính ra. Cầu lành đắt lắm mẹ đất đấy ạ. Đất đấy đâu, nó bán cân đấy. Theo ghi nhận, xe chở đất san lấp luôn chở quá tải, không che chắn làm rơi vãi. Còn các xe siêu trọng 4 chân thì chở cao lanh là loại khoáng sản được ví như vàng trắng. Việc khai thác, vận chuyển đất san lấp và vàng trắng này đã gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân và các cháu học sinh. Cụ thể là các xe đất khiến con đường dân sinh liên thôn, liên xã đang bị cày nát, mưa thì lầy bẩn, nắng thì bụi bặm, không chịu nổi. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Theo chỉ dẫn của người dân, nhóm phóng viên đã tiếp cận từ xa và ghi nhận quả đồi là đất trồng rừng. Nay đã bị gặm nham nhở để lấy khoáng sản. Hoạt động khai thác tại đây ngang nhiên và công khai như một đại công trường. Khoảng 2 máy xúc đang hoạt động hết công suất. Lớp đất mặt và đất đồi được múc lên xe ben loại nhỏ để chở đi san lấp. Còn lớp đất cao lanh quý giá được múc lên các xe 4 chân để bán cho các nhà máy gạch lớn. Cứ như vậy, quả đồi bị đào khắp để tìm khoáng sản. Hàng triệu khối đất san lấp, đất sét, cao lanh vàng trắng bị khai thác. Từng hàng dài xe tải hạng nặng nối đuôi nhau vào ăn đất, rồi chở đi san lấp. Các xe cao lanh được bán khắp các vùng lân cận. Trong đó có một nhà máy gạch tầm cỡ đóng tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Theo phản ánh của người dân, việc khai thác trái phép này diễn ra liên tục từ tháng 11 năm 2019 đến nay. Khu vực đất đang khai thác trái phép là của hộ nhà Thêm Oanh. Điều lạ là các xe chở đất này ngày nào cũng chạy qua trước cửa Ủy ban Nhân dân thị trấn Hợp Hòa và Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương, cách khu vực khai thác không hề xa. Người dân địa phương rất bức xúc bởi đã nhiều lần phản ánh nhưng chính quyền lại có dấu hiệu làm ngơ trước tình trạng trên. Tuyến đường liên thôn, liên xã và người dân thôn Vinh Phú đã và đang phải trực tiếp gánh chịu nhiều hệ lụy từ việc khai thác, vận chuyển đất nói trên. Đề nghị các cấp chính quyền và cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ và có câu trả lời đồng thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.